Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip này mình đang đi bà con quay ở khu vực đó là huyện Bù Na, tỉnh Bình Phước á. Thì đây là mình đang đi quay bà con xem á, thì clip này đang quay cũng rất là dài. Thì đây là công tác mà đi thăm ở huyện Bù Na, tỉnh Bình Phước. Thì nông dân ở đây cũng có tiến hành trồng bơ, thì clip này mình quay bà con đang đi ở ngoài vườn vào. Thì đây là cái công tác mà mình quay bà con xem về tình trạng mà trồng bơ ở huyện Bù Na, tỉnh Bình Phước đây. Đây những cái bơ bút anh Thảo anh chồng có diện tích là 2.000 gốc bơ bút. Thì bên trái cây mùa lắc đến hướng dẫn cho anh, thứ nhất là cái việc chăm sóc làm sao để cho cây bơ không bị bột xít cái chích gây hại, cái thứ hai nó tạo tán, cái thứ ba nó là chăm sóc làm hoa đậu trái cho cây bơ bút ở giai đoạn bước vào năm thứ ba và năm thứ tư. Thì đây là toàn bộ cái vườn của anh trồng với 2.000 gốc á, mình đi quay bà con xem á, xung quanh toàn bộ là cao su với điều không. Thì tí nữa mình quay rất là kỹ cho con xem về cái diện tích mà bơ của anh nó bị chích, và clip chính này vẫn là hướng dẫn tại vườn cho anh về công tác mà làm cành. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi cho mình theo dõi tất cả video bên trái cây thêm một lát. Xin cảm ơn bà con ạ. Xiromin. Con đi vào nhà lấy cái kéo này để cho. Có cái cưa, lấy cái cưa mở cái cưa. Cái cưa mình đâu ta? Có ở trong kho. Đồ, cái này bị cái tình trạng đây là quá nặng, mình không xử lý cái tình trạng này để vườn cây của mình mất sức trầm trọng. Mỗi cây đọt nó ra mà để bị chích điếc đọt hết, đâu có ra nổi đâu. Nó cây mình rất là xấu. Không, nó bị cái tình trạng này nặng này. Dinh dưỡng cây này, cái dòng cây này thì rất là mạnh, nhưng mà mình để cái tình trạng này là nó bị ảnh hưởng rất là nặng. Dinh dưỡng là cây này, dòng cây bơ này là rất mạnh. Ý là cần phải bón phân nhiều hả? Không, tí nữa anh vô nhà chập nữa có cái quy trình giờ anh hướng dẫn ngoài thực tế cho là làm. Bây giờ trước tiên thì giờ mình năm nay là mình qua cái lứa trái rồi, không còn lứa trái nữa. Năm nay mình sẽ tạo dáng lại cho nó. Tháng 8 năm nay là lên đây là xử lý cho chú một lần để nó ra quả thử xem. Không, bây giờ mình cứ trước bây giờ trước hết là hiện tại mình xử lý cái này cái đó. Rồi, trước rồi. Tiên là xử lý cái này. Còn rồi. Cái gì vấn đề đó thì tháng 8 tháng 10 mình sẽ nói tiếp. Đó đó. Rồi, rồi. Nhưng mà mình bây giờ trước tiên là hướng dẫn cho em nè. Vô đây là hướng dẫn những cái cành bây giờ ở trong thân mình nè. Những cành mà không cần thiết nữa là mình cắt bỏ hết đi. Tại vì bây giờ mình tạo dáng cho nó mà. Đó, những cành bị rợp trong này là mình không cắt sau này nó cũng tự chết. Ở nơi mình cắt bỏ hết. Để mấy cành này. Đó. Em coi em cắt bỏ những cành bây giờ là mình không có để những có, cành này. Có cần cắt sát với cái đó hay là cắt gì? Đó là tùy mình, ví dụ như mình cắt sát thì mình sẽ xử lý thêm một đợt thuốc trị nấm bệnh cho nó. Tại vì mình cắt thường thường tất cả các dòng cây muốn cho nó không có bệnh tật thì cắt xong phải rửa vườn, phun thuốc rửa vườn. Còn nếu mà mình không ấy thì mình cắt xa ra một xíu cũng được. Cắt xa thì nó cảm thấy mình thấy khó coi, nhưng mà cắt gần thì nó đẹp mắt mình hơn. Tại vì giờ những cái này nó qua cái lứa ho lứa trái của nó rồi, mấy cái này giờ hết tác dụng rồi. Này lên đây á thì nó lý do gì phải chị đi cái này để nó đụng cái này hả? Đúng, chính xác. Tại vì nếu mà chị hả? Nếu mà chị để lên thì những cành này nó sẽ bị cành này nó cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng, nó sẽ lên thẳng như là những cành này ra không được để nhưng, cái cành xe ra như vậy dạ hả? Đúng, mình là tạo tán dù cây mình nó sẽ đạt năng suất hơn đó, mình để tán dù cây nó đều tán. Chứ còn ví dụ như cây đây mình để lên cao như thế này, thực chất mình thấy nó trái rất là sai, nhưng mà khi mình thu hoạch vô thì nó không đạt bằng những cái cây mà tàn dù nó xè ra bên ngoài. Thấy nó đơn giản ít trái nhưng mình thu vô lại cực kỳ đạt hiệu quả. Thì bình thường thì đa số cây nào cũng vậy.
Tại vì bây giờ mình để lên thì sau này những cái cành này này phát triển lên thành những cái đọt mới giống tương tự những cái đọt trên này. Ở giờ cây này nó sẽ bị lên trên lệch rất là nhiều nên những cái cành này mình sẽ cắt trục xuống lại để cho nó phát triển đều và cân đối. Bấm ngọn đi. Rồi bấm ngọn cho nó phát triển theo bề ngang. Thấp thì bấm đi được rồi, chính xác, thấp sắt đặt bỏ đi, không có để làm gì hết. Sau này nó ra tán nó to ra, nó chỗ mấy cành này nó có xe xuống lại. Cái này đáng lẽ thì thấp thì mình cắt đi, nó chẳng phải hút dinh dưỡng nhỉ? Chính xác. Nếu mình xử lý từ bé thì nó sẽ không có mất đi dinh dưỡng của mình cái thời gian. Vậy thì cái như cái bê sát bên kia hả? Cao quá trời cao luôn á. Tí nữa qua đó em chỉ bơ sát cho. Bơ bút em chỉ rồi bơ sát nữa. À, bơ sát nó lại khác hả? Thì nói chung nó cũng sẽ tương tự như nhau. Bây giờ những cành nhỏ này là mình không có cắt, nhưng mà sau này là mình không được cắt những cái cành này nữa nha. Tới tháng 8, tháng 10 là những cành này là bắt đầu là những cành đó nó cho mình ra hoa cho mình đó. Bây giờ tức là không trái thì mình mới làm vậy thôi. Không trái mình làm, sau này những cái cành này bắt đầu vô tháng 8 đến tháng 10 đó, những cành này cũng không được lạc đi. Những cành này nó sẽ ra hoa đầu đá cho mình. Mình không có, nhưng bây giờ mình không có làm nữa thì mình ấy, sau này nó sẽ ra ở ngoài nhiều hơn nữa. Tất cả cành đều ra, chỉ những cành cây này. Tại vì nó ra anh chị. Cái đọt đa số những cái đọt trong này như mới vừa bấm xong là nó hay lên trên này, nó sẽ bị che cái phần cành ở trong này ra nên mình sẽ bấm bỏ. Bấm nó sẽ vươn cái tán của mình ra ngoài như thế này. Tương tự như cành này cũng vậy, mình sẽ bấm cái đọt đây đi thì cành này nó sẽ ra. Nếu mình để lên thì cành này sẽ ra không nổi. Giờ cây của mình là thấy nó đã tương đối là đều hơn so với lúc đầu rất là nhiều. Lúc đầu thì nó chỉ chủ yếu nó phát triển bề mặt phía bên trên, nhưng giờ cây của mình đã tương đối. Ở đây thì là lúng túng nhất là cái bệnh. Bệnh này thì cũng dễ xử lý thôi, không có gì khó, nhưng mà mình phải siêng năng một xíu, nó không có gì khó. Lúc đầu nó vàng vàng lá mấy trên đó. Tiếp tục thử làm thêm một cây nữa đi. Làm cây đi, đó giờ mình tương đối cây cũng được. Cho đây cây kia, làm 2-3 cây để cho gia đình mình nhớ. Cho gia đình mình nhớ. Đó giờ mình nhìn sơ cái không gian bên ngoài của nó này. Giờ mình sẽ tức là mai mốt á, những cái cành như thế này sẽ không được bể nữa. Đúng, sau này sẽ không bể. Không bể nữa. Nhưng bây giờ mình bể đi thì không sao. Rồi. Sau này nó sẽ nứt ra rất là nhiều. Bây giờ mình xử lý xong, cây mình sẽ phục hồi nứt ra rất là nhanh. Một năm nó ra tới 3 cơ đọt, mình không suy nghĩ vấn đề này. Một cơ đọt của nó từ 4 đến 60 phân. Nếu mà chăm sóc bài bản đúng phương pháp, đúng quy trình. Đúng quy trình. Giờ cành này nhưng để thì nó cũng không có tác dụng này. Cành rất yếu ớt và sau này ra hoa đầu cá cũng rất là yếu. Rồi bỏ đi. Đó, giờ những cái cành bên trong này mình cắt bỏ đi này. Những cành yếu ớt quá là không có để làm gì hết. Tay hơn. Không, mình làm một vài cây sẽ quen lại thôi. Không thì đừng có tiếp rồi đây. Không có tiếp. Cây này nó phát triển cực kỳ mạnh đó, không biết.
Mình sẽ cắt cái lọc đó. À, cắt cái này đi vào. Rồi để hai cái này hả? Rồi để nó phát triển bề ngang ra. Mình sẽ lựa cành, ví dụ như những cành này nó mập hơn nè. Cành này mập hơn cành này. Mình sẽ bỏ cành này đi rồi lấy cành này. Còn cái này mình sẽ cắt đi để cho cái tán phía trên nó sẽ phát triển ra. Đó. Như hai cành này là chỉ có giữ lại một cành được thôi hả? Đúng rồi. Tại vì hai cành song song với nhau mà nó khoảng cách quá gần. Ừ, tức là ví dụ là cành này mập hơn có thể là mình để cành này quát cành này cắt cái này đi. Đúng, chính xác. Ừ. Đó. Thì em vừa làm vừa giải thích, không sao. Đó như cành này nè, không? Đã hai cành song song ra với nhau nhưng cành này yếu hơn. Mình sẽ bỏ đi. Đó là thời gian ban đầu. Nhưng mà vô sau này vô tháng 7 tháng 8 nếu một cái trường hợp nó xảy ra thì mình vẫn để. Để mình thu hoạch trái xong rồi mình mới bắt đầu xử lý tiếp một lần nữa. Rồi bắt đầu ứng dụng công nghệ nha. Đúng, đúng, nó phải đi theo quy trình, tất cả dòng cây nó phải có quy trình làm của nó mới đạt được hiệu quả. Sợ nhất là cái mấy cái bình cuối năm thấy này nó cây to đùng nó mà vẫn chết chết nhiều lắm. Đó, như cái nãy mình đang phân vân chỗ ba cành này, giờ cành này mình bỏ đi này. Mình sẽ lấy cành này. Rồi, không? Khi mình bấm là cành này nó sẽ vươn ra. Nếu mình để cành này nó lên thì cành này sẽ không ra nữa và cành này sẽ teo dần và chết. Tương tự như cành này giờ mình sẽ để trên này. Mình sẽ để cho nó ra bên này. Những cành nhỏ này là không cần thiết là cắt bỏ hết. Cành những cành này vẫn chưa. Chưa để cho nó ra phía bên này. Chứ không nếu mình cắt được nữa thì nó hơi trống. Phía đó, nó hơi trống, nó trống nó sẽ bị khuyết cái tàn cây của mình. Không cần thiết, mình sẽ để nó sẽ nứt ra. Nhưng mà nếu mà nó nứt ra, sau này mình sẽ có một giai đoạn mình sẽ làm cành lại. À, những cái giai đoạn ví dụ như mình chăm sóc tốt á, những cái chỗ này mình cắt cái này, nó sẽ nứt chồi lên, mình sẽ lấy bỏ đi. Và những cái cành này sau này nó cũng nứt chồi, nếu mà ở trong này nó nứt lên mình sẽ lạch bỏ những cái này đi. Đó, mình để cho nó vươn ra ngoài kia. Giờ ba cành này nó song song với nhau nên mình sẽ khảm độc hết cho nó vươn ra ngoài hết, và những cái độc kia nó sẽ nới rộng cái khoảng cách ra, anh hiểu không? À, ví dụ như ba cái này nó gần nhau quá thì nó sẽ rợp hết, mình sẽ để độc nó ra ngoài này. Đó, nó sẽ rộng cái tán ra là nó không bị cạnh tranh ánh sáng nhiều. Theo cái hướng của mình phải đi đó, mình theo hướng đi theo hướng mình không cho nó cạnh tranh ánh sáng nhiều. Có những cành này này không, mình để thì nó rất là dày. Mà sau này là những cái này là không có cắt nữa. Mình chỉ cắt cái giai đoạn bây giờ mình đang tạo tán cho nó thôi. Có như hai cành này nó song song với nhau mà cành này nó không còn dinh dưỡng nữa thì mình bỏ để nó nuôi cành này để nó ra. Rồi, cơ bản nó cứ như thế thôi. Làm bị trơn luôn. Mình sẽ cái này do cây của mình bây giờ nó đang bị thụt đọt á. Nên nó sẽ không cân đối. Sau này khi mà nó ra cây mình nó đã tương đối rồi, nếu những cành này nó vượt xa quá, mình sẽ hãm lại. Hãm lại thì nó sẽ bung bên kia, nó sẽ bung bên kia lại. Là cây mình sẽ đều lại. Điều đó cho nó có khả. Nó sẽ đều và cân đối nó phát triển. Ví dụ như nếu là đều cây thì nó sẽ ra ho trái đều. Còn nếu mà nó bị chênh lệch, ví dụ như bên này ra ho mà bên này cao hơn, bên này sẽ đọt non hơn, sẽ giật đọt, nó không ra ho được bên đó. Có như cái đây thì giờ hãm đọt đi hết. Mình hãm cho nó phát triển cái đàn xung quanh để cho nó đều tán. Mình cắt bỏ này đi.
À, anh nói cho em hiểu. Anh hiểu đây. Hai cành này nó ra cùng với nhau. Dạ. Mà bây giờ thằng này nó sẽ lớn hơn, chính là thằng cành chính. Sẽ bỏ thằng này đi. Không có lấy thằng đó. Rồi cái này nó sẽ phát triển ra. Đó, nếu mình ít bữa nữa mình giờ mình xử lý xong, mình vô phân, vô thuốc bài bản, xử lý được cái đọt non như thế này, cái đọt này sẽ ra ngoài này. Phát triển rất là mạnh. Cái này sao vậy? Bữa mình cắt hả? Không, còn để thôi, bỏ luôn đi. Chưa phân bò đi vào. Nhớ nha, giờ mình tạo là những cái này mình cắt, nhưng mà sau này là không được cắt. Đó, sau này khi nó đã hình thành ho là không có cắt. Cái này là thất thu đó, đúng không? Cái này là thất thu á. Nên bây giờ mình đã qua cái lứa ho rồi, mình không có cần thiết nữa, mình phải cắt bỏ. Mình tạo vào tháng nào vậy? Nó sẽ vô cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Bơ sáp cũng thế à? Tùy bơ sáp nó sẽ dòng bơ sớm hơn nha. Cái này đã nó trái vụ bây giờ hiện tại đó ở Đắk Lắk. Ở đây thì là thu bán xong ở Đắk Lắk mới có bán. Rồi đúng không? Nóng hơn. Nóng hơn có thể làm ho sớm hơn. Ừ. Nóng hơn thì là mình lợi thế như thế. Đúng, mình lợi thế ngay cho đó. Thứ là cái trái kia là mình chắc chắn giá cả chứ dễ bán hơn. Mình khi mình cắt những cành này mình sẽ ra ngoài mình quan sát và thử mình cắt tầm nào cho nó cân đối với cái cây. Nếu ví dụ như mình cắt ở trên này thì cây nó cao quá rồi mình sẽ mới không có cắt lại, nên trước khi mình cắt mình sẽ đứng ở ngoài mình quan sát thử tầm nào là vừa, là cái đáng nó sẽ đều nhất mình sẽ cắt. Thì mình đứng ở ngoài, nếu ví dụ mình canh cái độ trên lệch của nó cao như thế nào thì mình cắt xuống tầm đó. Nghe đâu bảo nó sẽ ra hoa rồi vào trái vào những cành này chứ cành này nó không ra đúng không? À, những cái cành đọt nó vượt nó sẽ không ít ra hơn chứ không phải là không ra.